Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video này. Trong clip ngày hôm nay, bên em giới thiệu đến với tất cả quý vị các bạn dòng bát Neo GQ40, một trong những cái thương hiệu bát đến từ đất nước Trung Quốc, và đây là hàng chính hãng. Như trước màn hình anh em đang theo dõi đây thì anh em thấy nó là sở hữu một cái bát, thì mặt trước là sở hữu gân vải và có 3 sóng và tẩm dầu, mang được sơn chống ẩm. Và cái U là sở hữu một cái U trắng, nó là cấu tạo vòng quanh của mặt trước nó đây, và xương nhôm chẻ làm đôi. Và em sẽ quay anh em mình xem một vòng, và em có test nhạc và có báo giá sản phẩm này cho anh em mình tham khảo. Đầu tiên anh em mình xem công suất của chiếc bát này. Họ ghi ở đây là 850W một quả và trở kháng 8 ohm. Voi con là 75, chất lượng là Neo, nâm châm là Neo, hàng chính hãng của GQ, một chiếc tem màu đồng, một cái U trắng, xương nhôm chẻ làm đôi. Ở đây là màng giấy. Một cái nhện màu vàng. Và anh em mình xem mặt trước ở đây là gân vải này. Đó. Có dầu dính. Và màng đã được sơn bóng chống ẩm. Cái chống ẩm này để giúp cho những anh em nào mà đi làm sự kiện, những làm a-day treo ngoài trời, đôi khi nó có mưa phùn một chút thì có cái màng này thì nó không bị ngấm, có sơn ẩm này thì nó không bị ngấm vào trong. Đây vì bởi nó là màng giấy, nó cũng hay hơn một chút chứ không có gì gọi là quá cao siêu cái sơn này cả. Và em sẽ test nhạc để mời tất cả quý vị các bạn cùng đánh giá thẩm âm xem nó thế nào. Tất nhiên đây là test một cái và test không có thùng, ở một không gian này, cửa hàng thì cũng chưa nói đến điều gì cả, là hết chất âm của nó. Còn anh em mình nghe và của quá chưa? Mời tất cả quý vị các bạn cùng nghe nhé. Neo GQ40. Anh em hãy
cảm nhận và hãy cho ý kiến comment ở dưới video để anh em mình cùng trao đổi. Còn cá nhân em đánh giá sản phẩm này nó là dòng gân vải 3 sóng có dầu thì cho tiếng trống đánh sẽ tốt hơn những cái dòng mà 2 sóng to ấy, 2 con sóng to ở đây thì nó sẽ cứng tiếng hơn, cứng tiếng trống hơn. Và con bát này anh em thể ghép vào những chiếc loa phun đơn, phun đôi 715, 725 để lấy thiên về lời. Và con này công suất là 850W một quả, là rất là lớn rồi, công suất rất là tốt rồi. Và anh em hầu đồng có thể ghép để đi làm phục vụ lễ hội rất tốt. Những cái này anh em có thể ghép côn 44 hoặc côn 51 của cái kèn ấy, kèn ghép ấy. Nếu là phun đơn thì anh em ghép lấy côn 44 hoặc 51, còn phun đôi anh em ghép côn 75. Còn bác nào mà muốn ghép côn 75 thì thực chất là vẫn ghép được, chứ không phải không được anh em nhé. Chứ bảo không được là không đúng, ghép được. Đó là khuyên của em thôi, còn anh em hãy cảm nhận và hãy cân nhắc trước khi ghép. Và cái sản phẩm này được bên Huấn Auto phân phối và bán ra là giá bán là 2,6 triệu một đôi và được bao ship toàn quốc. Vậy anh em có nhu cầu dùng đến sản phẩm này, liên hệ trực tiếp với em qua số máy 0904612323. Và anh em hãy đăng ký kênh Huấn Audio để nhận được những cái video mới nhất về âm thanh, những sản phẩm về liên tục, những sản video hướng dẫn, những video test nhạc nên gần như hàng ngày. Và xin chào mọi người và cảm ơn mọi người đã theo dõi video này.